Mới đây, Bộ Y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam từ nhập cảnh. Trước đó, ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một hành khách trên chuyến bay Bamboo Airways từ Anh về Việt Nam có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân này được cách ly tại phòng riêng ở khu vực nhà lưu trú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và cho kết quả dương tính với CT16.52. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là trở về từ Anh Quốc, ngày 20 tháng 12, bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen SARS-CoV-2 nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới, kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Tuy nhiên, do biến chủng Omicron có chứa đến 36 đột biến trong gai protein, trong đó có một số đột biến điểm, đột biến mất đoạn trong lần giải trình tự này còn chưa rõ ràng. Do vậy, ngày 21 tháng 12, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình tự lại cho bệnh nhân. Kết quả xác định bệnh nhân mang biến chủng Omicron với 34 đột biến trên protein gai. Bộ Y tế cho biết, sau khi ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về trường hợp này và triển khai các biện pháp phòng chống kiểm soát tối ngày 27 tháng 12. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong ngày của Hóng Showbiz. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Hóng để cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!